vị một chiếc mô hình để chúng ta đưa ngay đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, cụ thể là tĩnh mạch cản và tĩnh mạch dưới đòn. Ở đây quý vị nhìn về mô hình của chúng ta với cái phần cái vị trí mà chúng ta tiến hành thực hành, nó được làm các cái mốc giải phẫu rất là chính xác và độ trực quan rất là cao. Đây quý vị nhìn phần xương đòn này nổi gồ lên khi mà tự ấn vào rất là chắc để chúng ta xác định, giống như cái việc mà chúng ta xác định ở trên người thật ấy. Cái việc sờ vào, cái cảm giác sờ vào nó rất là cứng, giống như ta sờ trên xương của người thật. Đấy, rất là cứng này, rất là chắc này. Và cái giải phẫu xương đòn quý vị nhìn để tự đánh giá được. Đấy, cái độ hoàn thiện rất là cao. Tiếp theo là phần cơ ức ở trũng. Đây. Để sờ được phần cơ ức ở trũng rất là chắc này. Từ đó xác định cái vị trí mà chúng ta tiến hành đặt catheter. Thì cụ thể ở phần tĩnh mạch cảnh trong chúng ta sẽ có một vị trí đặt. Vị trí đặt ở đây là theo đường cao. Đây. Và ở tĩnh mạch dưới đòn thì chúng ta có hai vị trí đặt theo đường Nguyên Sơn và đường Lô Pha. Đây. Có hai vị trí này. Cái điểm mà chúng ta đặt rất là chính xác này. Với cái đường Nguyên Sơn thì chúng ta là 1-2 cm dưới của đường giữa đòn. Đây, rất là chính xác. 1-2 cm rất là chuẩn. Còn theo đường Lô Pha thì đây, chúng nó sẽ là cái điểm giao giữa cơ bề ngoài cơ ức đòn trũng với mặt trên của xương đòn. Đây, cơ đòn trũng này, xương đòn này, đây là điểm giao này, rất là chính xác. Còn theo đường cao thì đây, chúng ta có cái điểm xác định giải phẫu, đó là cái mốc từ dưới sụn giáp giao với bề ngoài của cơ ức đòn trũng này. Đây, giao ngang sang. Đấy là cái điểm mà đáng kể của mô hình này. Và chúng ta có thể sử dụng các cái mốc giải phẫu xác định rất là rõ ràng chính xác như ở trên người thực vật. Cái điểm đáng kể tiếp theo là khi mà chúng ta xác định được rồi và chúng ta đặt các cái kim thăm dò vào thì chúng ta sẽ có thể hướng mũi kim. Đây, quý vị nhìn, chúng ta có thể hướng mũi kim theo đúng cái phác đồ của chúng ta. Các cái đường đi này đã được làm sẵn chúng ta, cùng với việc ở đây các đường đi này quý vị nhìn là nó đã được nong rộng ra để chúng ta có thể hoàn tất cái quá trình đặt catheter từ đầu đến cuối. Khi mà chúng ta bắt đầu nong ra cũng như là đưa các cái ống catheter vào đấy, thì nó sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đây là những điểm rất là tuyệt vời của mô hình của chúng ta, cũng như cái phần chất liệu có được làm bằng keo AB trong suốt. Đây quý vị nhìn cái độ chắc, có thể tháo được này, rất là chắc này. Đấy. Và nó trong suốt giúp chúng ta khi mà chúng ta đặt cái catheter vào thì chúng ta có thể quan sát được cái đường đi của nó bên trong. Và đây, kể cả chúng ta có bơm cả phần nước vào thì cái phần nó sẽ đi vào trong phần ống này, là tĩnh mạch cảnh trong này, cũng như là tĩnh mạch dưới đòn nó thông đến tĩnh mạch chủ trên này. Đấy. Và tĩnh mạch chủ trên nó sẽ thông xuống dưới, này, và chúng ta bơm nước vào nó sẽ chảy xuống dưới. Nó có thể nhìn rất là rõ khi mà bơm vào. Tất nhiên là cái việc bơm vào thì ở đây nó là cái điểm không nối liền nên là nó sẽ bị chảy ra bên ngoài chứ không chảy thẳng tim được. Trừ khi chúng ta dựng thẳng mô hình lên như này thì nó có thể chảy thẳng tim, và nếu mà để nằm thì nó không để chảy thẳng tim được. Đấy, thì ở chỗ này chúng ta không nối liền vào tim này. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ lưu ý về cái chức năng đấy. Cái điểm hay tiếp theo của nó thì đây, đó là cái miếng da này khi mà chúng ta tiến hành đặt cái phần catheter vào xong, qua phần da này chúng ta bắt đầu có thể mở ra. Ví dụ là chúng ta đã cắm cái phần catheter vào thì những cái vết cắt như thế này đã giúp chúng ta có thể tháo được cái phần da này ra ngay cả khi mà chúng ta đã đặt cái phần ống vào trong rồi. Đấy, đấy cũng là một cái điểm rất là hay, rất là thông minh của mô hình này, giúp chúng ta được quan sát được bên trong. Cái điểm tiếp theo ở đây, quý vị nhìn ở dưới này, phần tim chúng ta được chia buồng rất là rõ, tâm đi tâm thất, rồi các van tim này cũng như là đường vào của tĩnh mạch chủ trên này được làm rất là rõ ràng, rất là chi tiết. Và về cái phần tháo rời này thì quý vị có thể quan sát được, nó được làm cấu tạo giải phẫu rất là rõ, phần xương đòn, các phần xương sườn, phần đỉnh phổi này chúng ta có thể sử dụng nó để giảm cho các bạn học sinh sinh viên về những tai biến có thể xảy ra khi mà chúng ta đặt catheter. Và cụ thể về các cái biến chứng chúng ta để giảng dạy ở trên đây thì vì nó làm rất là chính xác, quý vị nhìn
các cái phần giải phẫu này được làm rất là chính xác so với thực tế của chúng ta. Đây, nếu như chúng ta đặt cái hernia cánh quạt dưới đòn thì các biến chứng có thể xảy ra, đó là chúng ta nó gần với đỉnh phổi nên chúng ta sẽ có thể chọc vào cái phần khoang màng phổi này, cũng như là nó gần với đây cái phần động mạch dưới đòn, tĩnh mạch dưới đòn và động mạch dưới đòn đi rất sát nhau, nên nếu chúng ta chọc quá tải có thể vào động mạch dưới đòn. Và khi mà động mạch dưới đòn nằm sâu bên trong, rất là đúng thực tế này, thì cái việc ép cái động mạch dưới đòn để đảm bảo cầm máu rất là khó. Đấy là một cái biến chứng chúng ta được giải thích tiếp cho các bạn sinh viên này. Tiếp theo là nếu như chúng ta đặt catheter vào khoang màng phổi thì có thể dẫn đến cái biến chứng là truyền dịch nhầm vào cái khoang màng phổi. Đấy, chọc vào phần khoang màng phổi sau đó đặt catheter vào để truyền dịch nhầm. Đấy là những cái biến chứng ở tĩnh mạch dưới đòn. Còn ở tĩnh mạch cảnh trong thì đây là nó ở gần so với vị nỉ, nó ở gần so với cái động mạch cảnh trong này, dẫn đến cái việc mà chúng ta đâm kim vào quá thì có thể dẫn đến việc là trong nhầm vào động mạch cảnh trong, hoặc là nối thông giữa tĩnh mạch cảnh trong và động mạch cảnh trong. Rất nhiều các biến chứng mà trên thực tế chúng ta có thể giải thích cho các bạn học sinh, sinh viên hay là các nhân viên y tế thông qua cái phần mô hình này, nó rất là giá trị. Cái điểm tiếp theo nữa thì cái mô hình này của chúng ta là chất liệu được làm bằng cao su nhiệt rẻ, cái phần da bên ngoài được làm cao su nhiệt rẻ và bên trong được làm một lớp đệm mút. Đấy, rất là chắc này, quý vị nhìn tôi dùng lực rất mạnh để bóp vào, nhưng phần đệm mút bên trong rất là chắc, cũng như phần da này, cái độ đàn hồi cũng như là độ bền rất là cao này. Ta cầm kéo là nó rất khó để mà học, thì nó rất bền theo thời gian thì chúng ta sử dụng lâu dài. Đấy. Và cái việc là cao su nhiệt rẻ này nó giúp cho chúng ta khi mà có bơm nước vào thì nó sẽ vệ sinh rất là dễ, nó chỉ cần lau đi là được. Đấy là một điểm tuyệt vời tiếp theo. Và cái mô hình này chúng ta thì với cái tỷ lệ là 1:1 so thực tế, thì quý vị có thể so sánh với người của tôi. Và cái chiều cao đây, chiều cao của nó ở đây nó vào khoảng tầm 45 cm này, chiều ngang ở đây nó vào khoảng 50 cm, và cái chiều trước sau này đấy, là khoảng tầm 25 cm, rất tuyệt vời. Và qua cái mô hình này thì các nhân viên y tế có thể thực hành cho mình được cái kỹ năng đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, là một kỹ năng khá là khó ở trên lâm sàng để mà chúng ta thực hiện đúng. Thì với cái mô hình này giúp cho các bạn có thể nắm vững được quy trình của các cái bước của quá trình đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, cũng như là xác định được các cái mốc thủ phẫu, cũng như là các cái biến chứng khi mà chúng ta tiến hành đặt catheter ở trên bệnh nhân. Thì ở đây là một hình, đây là một cái mô hình rất là đáng tiền, rất là hay để cho chúng ta đầu tư đào tạo cho các nhân viên y tế. Thì nếu như có nhu cầu hãy có điểm số lại trên màn hình. Thiết bị Y tế Lợi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.